Trung kiên audio xin kính chào tất cả các bác. Chương trình em phát động chương trình là tặng dàn miễn phí đến tay các bác với giá là 0 đồng nhé. Tặng dàn miễn phí đến tay các bác với giá là 0 đồng, miễn phí cứ vận chuyển luôn. Em phát động chương trình ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Tuy nhiên thì các bạn và các bác tham gia rất đông đảo, hàng trăm, thậm chí mấy trăm người đăng ký rồi. Tuy nhiên thì với cái lượng anh em ủng hộ thì cũng chỉ được ở cái mức độ này thôi. Bởi vì đây là số đầu tiên bọn em làm thì nhiều khi là khách hàng chưa thực sự tin tưởng. Đấy, cho nên anh em mà không dám chơi với Trung kiện audio thì em cũng nói luôn. Đấy, bên em là đại lý phân phối hàng mini Nhật bãi, cho nên là cái việc em tặng một bộ dàn là nó là chuyện hết sức bình thường. Đấy, nhiều anh em bình luận ở trên các cái video của em với bình luận cũng khá là tiêu cực thì thực sự cũng thông cảm với các bác thôi. Nhưng mà em nói luôn, em đã làm là làm đến nơi, làm thật sự chứ không phải câu view hay câu like các bác nhá. Bộ dàn vẫn ở đây và em sẽ trao quà khi nào được 50 người tham gia các bác nhé. Hiện tại chỉ có một số người tham gia thôi. Đấy, chưa đủ 50 người thì bọn em vẫn chưa tặng quà thế thôi ạ. Còn khi nào các bác ủng hộ và được 50 lượt tham gia chơi thì sẽ quay số và trúng quà. Ai người may mắn trúng quà em sẽ tặng miễn phí đến tận tay các bác, miễn phí giao hàng bộ này luôn. Bộ Victor A5 các bác nhé. Để anh em nào mà chưa biết đến chương trình này thì có thể liên hệ với Trung kiên audio để bên em phổ biến cái cách thức tham gia chơi để nhận quà miễn phí các bác nhá. Là một bộ dàn Victor 5 trị giá 1 triệu đồng mà anh em nhận tới tay là 0 đồng các bác nhá. Để anh em bình luận ở trong cái video này với nội dung là tham gia chơi và anh em cũng lại inbox vào cho Trung kiên audio ở cái số này, số dép lào này nha các bác nhá. Cũng với bình luận là tham gia, với tin nhắn là tham gia chơi để bên em phổ biến cái cách chơi cho các bác nhá. Đấy. Hiện tại thì vẫn có một số các bác ở đây chỉ được từng này, những cái số em gạch là từng này các bác chơi thôi. Đấy, còn rất nhiều các bác là chưa tham gia thì cũng rất là mong anh em cũng tham gia ủng hộ nhiệt tình, bởi vì chương trình này em làm xuyên suốt năm luôn, làm từ giờ đến cuối năm luôn. Em tặng xong bộ này em lại tiếp tục tặng tiếp những cái bộ khác nữa. Nếu các bác có thể thấy bên em thì dàn thì nó có thực sự các bác còn rất là nhiều, cho nên là tặng các bác một bộ hai bộ nó cũng không phải là cái gì đó ghê gớm quá đâu. Anh em, nhiều anh em bình luận rất tiêu cực bảo là câu vala hay câu view thì thực sự là các bác cũng chưa hiểu về Trung kiện audio thôi. Còn khi nào các bác đã hiểu bên em rồi ấy, em nói gì là em làm, nói được và làm được các bác nhé. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ bình luận ở trong video này là đăng ký tham gia hoặc là đăng ký trúng quà gì đấy cũng được. Đại khái là có một bình luận ở trong video này và thêm nữa là inbox vào số dép lào này cũng với nội dung giống như nội dung mình bình luận ở bên video này các bác nhé, là được các bác nhé. Là em sẽ tư vấn cho các bác cách thức tham gia chơi làm sao để mình trúng được bộ dàn này với giá 0 đồng các bác nhé. Em miễn phí giao hàng đến tận nơi cho tận tay cho tất cả các bác và anh em. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em và mong anh em tiếp tục ủng hộ kênh của Trung kiện audio. Xong chương trình này em sẽ làm một chương trình khác và tặng một món quà khác trị giá còn cao hơn bộ dàn này luôn. Đấy, sẽ cao hơn bộ dàn này và đẹp hơn bộ dàn này luôn. Đấy, cho nên là anh em cứ ủng hộ tham gia lần 1 thì anh em sẽ có lần 2. Và khi nào quay số trúng thưởng em sẽ đăng công khai lên trang của bên em để cho tất cả các bác và anh em mình có được cái niềm tin để anh em tham gia chơi ở các lần sau các bác nhé. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Anh nào nhiệt tình thì có thể chia sẻ video này để cho nhiều người lan tỏa, đến nhiều người biết hơn các bác nhé. Để nhanh em quay số lần 1. Sau khi được lần 1 thì chắc chắn em đảm bảo là lần 2 các bác sẽ tự tin và tham gia nhiều hơn. Rồi, em xin cảm ơn các bác nhé.